Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái em rồng mới luôn. Em này có một cái tên rất là đặc biệt và một cái từ tiếng Anh mới rất là thú vị. Và chắc có lẽ là cái từ này chúng ta sẽ sử dụng khá là nhiều. Đây, con này có một cái tên đó chính là Hunger Dragon. Hunger Dragon. Hunger có nghĩa dịch tiếng Việt ra là đói, hay người ta còn gọi là rồng đói. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ học thêm được một cái ngôn tình mới nữa là I am hunger. Hunger Dragon. Ok, I am hunger là tôi đói. Rất là tuyệt vời. Thú vị, hôm nay chúng ta học được thêm một cái ngôn tình nữa. Mà cái ngôn tình này khá là sử dụng được phổ biến luôn. S là ăn. Anh ta nhớ là vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt cái tên đó là rồng đói nha. Ok. Rồng chứ không phải là rống man. Rồng đói. Wow. Ây, chúng ta sẽ được thêm một cái ngôn từ tiếng Anh nữa. Wow, nó có một cái tuyệt chiêu đó chính là hét các bạn ơi. Ôi trời ơi, nó hét rất là kinh khủng luôn. Wow, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mang cái baby này đi chứ không. À, anh ta đang làm cái nhiệm vụ heroic. Mình phải cố gắng vượt qua cái cửa thử thách này. Đây, anh ta đang lai những con đất lại với nhau. Và cách để làm ra cái cành cây đó là các bạn phải thả những... Đó, thả vô. Ôi trời ơi, nó vẫn không ra các bạn. Mình chấp nhận tốn 4 viên game đi ha. Ôi trời ơi, mở rương. Cùng nhau hồi hộp chờ đợi. Mảnh gì đây? Ôi trời ơi, con chim. Con chim này mình không lấy được rồi. Rất là đáng tiếc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mình đang lab 12. Wow, 4 người lab 12 đứng ở chỗ này luôn rồi. Không biết mấy bạn này kẹt cái vụ gì mà đứng ở lab 12 không lên. Chúng ta cần phải có con bọ. Ôi trời ơi, mình mới cho cái con kia ăn xong luôn á. Bây giờ chúng ta sẽ đi thu vàng và bọ đó. Thì mình sẽ thả một cái con hệ đất ra. Mình nuôi cho nó mọc lên nha. Ok. Nếu mà không phải hệ đất thì thôi kệ, đây coi có hệ gì không, mình bóc đại đi. Đây, chẳng hạn như cái con noise này. Đây, cho nó ăn để kiếm bọ nha các bạn. Không có một con luôn, có cần phải cho nhau vậy không? Level 9, 10 luôn rồi, 11 luôn đi. Ủa, 11 luôn. Rồi con tiếp theo kế bên luôn. Con này là Bing Rock Shark. Con này mình cũng chưa làm luôn. Ok. Level 7, 8, 9. Những con bọ đang tiếp tục xuất hiện. Level 10. Thôi 11 luôn. Rồi ok. Đủ chưa men? Ô, còn 3 điểm nữa. Thiếu 3 điểm con bọ nữa. Và chắc hai anh ta sẽ lôi một cái con trong đây ra đi. Đó. Làm nhiệm vụ Heroic để cố gắng lấy được cái con H này về để review cho các bạn xem. Wow. Rồi xong 3 con bọ. Tốc hành luôn. Bây giờ chúng ta đến với cái nhiệm vụ đánh thuyền. Cần phải đánh 3 cái và cái này là chúng ta đi thu hoạch búp. Đây, thu búp luôn. Rồi, đi đánh thuyền. Các bạn phải vào đây đánh mới ra thuyền nha. Đi trong khác đánh là không có thuyền đâu. Rồi, cái con lúc nãy đang cấp VR và nó tên là cái gì? Rồng đói. Gọi là Hunger Dragon. Hunger Dragon. Ok. Không đợi mọi người chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau xem những cái hiệu ứng cực kỳ đặc biệt đến từ cái em rồng đói. Wow. Ôi trời ơi, Heroic tên bạn vừa bắt xê mình. Mình lượng máu còn chút ép. Rồi, mình sẽ chơi luôn cái con Donkey. Hơi bị gắt luôn tên bạn, còn 3.100. Hay anh ta quyết định mang Hunger Dragon ra bắt xê. Chúng ta sẽ sử dụng tuyệt kỹ vô cùng là bá đạo. Wow, một cái đồ âm thanh vô cùng ghê gớm đã gây hàng tấn sát thương lên người tên bạn. Chúng ta đã bị ông đèo bụng bự rồi, là bắt xê nhẹ cái ngã ngựa luôn rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhờ tới robot hủy diệt. Xong, xong phim. Vô cùng nhanh chóng và gọn lẹ luôn. Ok, và các bạn ơi, ai chưa subscribe kênh HNT Channel thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh nha. Và mở thông báo hình cái chuông để HNT ra video các bạn mới nhận được thông báo từ kênh HNT Channel. Rồi, và đừng quên like ủng hộ HNT với
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái tiết mục tiếp theo. Lần này thì 2 Heroic và 1 Hamburger. Chiếc bánh huyền thoại. Ôi trời ơi, tên bạn còn 5K1, HET, không biết là rồng đói của mình đủ đam không? Level 16 và nó là một con rồng vô cùng đói. Wow, không đủ các bạn ơi, chúng ta chỉ còn thiếu có 372, 78, hình như vậy. Còn có chút xíu nữa hà. Oh my god, Ruby Boy. Và bạn này đặt tên là Rocco. Xuống sát luôn với cánh quạt xoay tròn đến từ robot. Hàng tấn điện được phóng ra nhưng mà dường như sát thương gây ra là chưa đủ. Đây rồi, cái bánh vô cùng ngon và mình rất là khoái cái bánh này nhưng mà ăn không được. Em ăn chay anh ơi, bánh này nó nhét thịt vô sao ăn. Ok, bây giờ bắt xe tới vào bài level 52. Chúng ta sẽ cùng chào đón xem đội hình tên bạn có cái gì. Cái gì, cái gì. Ôi trời ơi, 51.000 lượng sát thương rất là bá đạo luôn. Mình phải nói rằng ngưỡng sát thương của Thánh Quả hiện tại đã đạt mức kỷ lục rồi. Kỷ lục UNESCO công nhận. Sát thương rất là khủng của team HNT Channel. Robot hủy diệt solo với Horatio, đẳng cấp rồng Heroic level 25. À, chúng ta sẽ mang cái con rồng tên là Hunger Dragon. Hunger Dragon, đó khi em quên nhờ chị Google đọc giùm chứ thiệt tình. Tiếng Anh em không có giỏi cho lắm cho nên là mình phải học hỏi từ từ. À, Hunger đó nghĩa là đói, muốn ai em Hunger. Tôi đói. À, chữ quá tiếng Anh dịch là sao? Very có nghĩa đó là I love you very much, có nghĩa là tôi yêu bạn rất là nhiều. Em hunger, đọc lại chị ơi. Hunger Dragon. Hunger là hunger very. Okay, có nghĩa là tôi đang rất đói. Cái chữ quá không biết chữ ngôn tình tiếng Anh đọc lại gì luôn á. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái tiết mục tiếp theo. Lần này thì vẫn là mang đẳng cấp VR, chú rồng đói của chúng ta sẽ rập biểu diễn luôn. Nãy ta chơi lớn luôn, con rồng này cho lên level 16 luôn, tốn một lượng nước ăn rất là lớn. Đây, thể hiện để giữ cái thể diện. Tiệt chiêu băng kéo đi gần nửa cây máu và bây giờ thử pass C với tiệt chiêu này luôn. Wow, lốc xoáy. Chúng ta vừa quất thành công. Bây giờ thì tới cái anh bạn gọi là Nani, ô lộc, Dani. Dani các bạn. Đọc cái tên mà đọc cũng lộn nữa. Wow, lông chim. Như các bạn đang trông thấy thì chú này có rất là nhiều lông chim phát ra như những mũi tên bốc đồng. Gây hàng ngàn sát thương lên mình. Nhưng mà mình thì không sao. Đâu rồi, cái này là tiếp tục thu búp các bạn. Đây, mình rảnh rỗi nhảy ra thu búp để làm nhiệm vụ. Rồi, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau biểu diễn ở chỗ nào nữa đây. Khu vực này gọi là khu vực Arena. Wow, 4 sao vàng Ratun. Mình nghĩ là mình nên nhịn nó xíu để mình không sợ nó. Nhưng mà mình nhịn nó. Tiếp theo thì ông già, ôi mình chắc mình vác những con khủng khủng ra đi chứ. Mấy con này hiền hiền quá, dễ bị ăn hiếp lắm. Rồi, cuộc chiến đấu xin được phép bắt đầu. Các bạn hãy cùng nhau hướng mắt về màn hình sân khấu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ông già ba sao. Ba sao vàng. Ôi trời ơi, chú rồng bát quá khứ của chúng ta. Chỉ một tuyệt chiêu thôi đã hốt đi một em. Hơi bị căng chút xíu. À, lui về. Và bây giờ chú rồng hoang dã sẽ lao ra thể hiện. Ôi trời ơi, rồng đá tung chiêu, lượng sát thương rất là khủng khiếp. Rất là khủng. À, bé bé. Ôi trời ơi, đặt tên là bé bé giống như là bé bé vậy, con cò bé bé. Con cò bé bé. Nó đậu cành tre, đậu phải, cành mềm, lộn cổ xuống xong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ba em đẳng cấp là hai em đẳng cấp L, một em là đẳng cấp E. Đây em này cấp E, hai con cấp L. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem thử ngưỡng sức mạnh của tên bạn đến đâu.
Wow, bé Sunny đang cầm một cái thanh giáo rất là bén và nhọn phóng rồi. Ôi trời ơi. Một cây mũi giáo nhưng phóng ra thành ba tia các bạn ạ. Ây cha, chuyện gì đến nó đến, dường như chúng ta đã phải hy sinh với anh bạn à. Con này giống như sát thủ giờ cầm hai cây dao hai bên. Con này giờ chắc phải cho nó đi đóng bộ phim gọi là sát thủ ăn đu đủ. Ok, bây giờ thì sao nè, chúng ta sẽ đến với ba con rồng level 40 luôn. HNT thật sự chưa đưa em nào đưa được em nào lên level 40 hết. Nhưng mà ở đây chúng ta đang đến với ba em rồng với sức mạnh ghê gớm và lượng máu khổng lồ. 53k. Ôi nó đam mình một cái. Thôi thổ quá luôn. Mình bị đam hết hai chiêu rồi. Hên quá, con này không bị đam chứ con này mà bị đam nữa coi như là không có rồng để đánh luôn á. Ây cha, 29k. Ôi thốn quá các bạn ơi. Mình phải nói với các bạn một điều rằng cái con này nó đam quá quá gắt. Cực gắt luôn. Con này nữa, bây giờ mình phải tìm cách giải quyết. Đành phải chơi khô máu thôi chứ biết sao giờ. Tới luôn, 19k, tay bạn còn 34. Thôi mình dẹp cái con này luôn đi ha. Wow, và anh em ơi, ai chưa subscribe kênh HNT Channel thì hãy bấm đăng ký nha. Nhớ đăng ký liền và ngay lập tức luôn và mở thông báo hình cái chuông lên nha mọi người. Để HNT ra video các bạn mới nhận được thông báo vào chơi với mình nha. Và đừng tiếc gì một like để ủng hộ HNT với. HNT sẽ cố gắng ra nhiều video hấp dẫn, gây cấn hơn cho các bạn xem. Ồ, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tiết mục biểu diễn vô cùng ghê, ghê cái mà gớm luôn rồi. Thôi rồi Lượm ơi, rồi ra thu hoạch. Được một búp, các bạn thấy chưa, hai búp luôn, được hai búp, ba búp luôn rồi. Wow, chúng ta sẽ cố gắng leo lên. Hiện tại là HNT đang nằm ở cái mission này, chắc mission 3 quá, nãy giờ vừa qua hai mission rồi. Rồi chúng ta sẽ hiện tại mình đang nằm ở hạng mấy ta, hạng mấy ta, vẫn hạng 4 luôn. Tranh giành với mấy bạn này chịu không nổi luôn á, còn có 2 ngày nữa là hết rồi. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Video đến đây cũng đã quá là dài rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.